bảo là ba đi chùa rồi không ở nhà. Về đi. Mày nhìn xem, có giống con tắc kè hoa không? Quỳ. Ơ cụ, cụ ơi, con đây, con mang ít quà quê biếu cụ. Cụ ơi. À nhà chị đi à? Vâng, con Bích đây cụ ạ. Quỳ, mở cửa mời khách vào chứ. Vâng ạ. Phòng bà đẹp thế. Ôi bà ơi, phòng bà tuyệt thế. Lại cả cái ban công rộng thế này này. Ôi, ban công cỏ cây hoa lá chim muông ríu rít như là nơi ở của mấy bậc mẫu nghi thiên hạ ấy ạ. Con bước vào phòng của bà cứ như là bước vào hoàng cung. Chị ngồi chơi đi. Con xin phép. À, đây là thằng Khang con trai tôi nó bày vẽ ra hết đây. Ông bà nói phúc đức tại mẫu cấm có sai. Bà nhỉ. Bà như Bồ Tát sống thế này, thảo nào con cháu ai ai cũng thành đạt cả. Có mấy trái cau với cả lá trầu ở vườn nhà con. Bà có thèm trầu không? Để con tự tay têm cho bà vài miếng. Cảm ơn chị. Nhà tôi trầu cau thì cũng có, nhưng mà các cháu nó không cho ăn, nó bảo là bị hỏng răng. Chả giấu gì chị chứ thằng Khang nhà tôi nó mới đầu tư cho tôi bộ răng mấy chục triệu đấy. Đúng là có con cháu hiếu thảo, sướng thật đấy ạ. Thảo nào mà răng bà đều đẹp thế chứ. Anh chị giỏi thật, dám dùng xe của nhà tôi để tẩu tán đồ ăn cắp của nhà tôi. Nếu hôm nay không phát hiện ra, không biết việc này sẽ còn tiếp diễn đến lúc nào nữa. Người của chị rước vào đấy, chị tự xử đi. Chị kia. Dạ chị đấy. Tại sao chị dám vào nhà tôi thông đồng với người làm để ăn trộm đồ hả? Chị ơi, chị, không, chị, không. Chị nhầm rồi. Đây là khách của tôi đấy, chị Bích. May mà có chị phát hiện, chứ nếu không thì không biết cái việc này nó còn tiếp diễn đến bao nhiêu lần nữa. Không có gì đâu ạ. Tính con nó ngay thẳng, con nhìn thấy cái việc ngang trái là không thể nào mà chịu được. Chị Bích này. Dạ. Cái đống đồ này tôi cho đấy, chị mang về hết đi. Ôi, toàn đồ đắt tiền, con không dám nhận đâu ạ. Tôi đã cho thì chị cứ nhận lấy. Con xin phép cụ, con nghe điện thoại thế ạ. Alo. Sao lại thế? Cứ nói với người ta là tôi chăm người già được, việc gì tôi cũng làm được hết. Chị đang đi tìm việc à? À, vâng ạ. Con đang đi xin làm giúp việc nhưng mà bị từ chối rồi ạ. Chị biết này, hay là chị sang đây làm cho tôi đi. Cái cô quản gia của nhà tôi mới về quê, mà cái Quy thì tôi lại vừa đuổi rồi. Nhà tôi thực sự cần người giúp đấy. Ôi, thế thì may quá ạ. Ôi, phúc đức cho con quá. Con cảm ơn cụ. Có gì đâu. Mẹ ơi,